Mỗi lúc á mà cơ thể đau ở một chỗ nào đó thì đều là sự cảnh báo để chúng ta biết rằng là chúng ta có thể đang mắc một bệnh nào đó ở giai đoạn đầu hay không. Và nếu chủ quan để lâu thì dễ chuyển sang một cái giai đoạn nặng hơn. Và vì thế quan tâm sức khỏe mình ngay từ sớm còn hơn là bác sĩ nói: "Em ơi, anh xin chia buồn báo tin." Thì lúc đó chỉ có khóc thôi đúng không cả nhà? Cái gì của cái thì sức khỏe vẫn là cái điều quan trọng nhất. Và đừng ngại đi bệnh viện tầm soát ung thư, một năm làm 2 lần thì càng chắc ăn. Tại vì tuyệt vời nhất là khi mọi chỉ số cơ thể đều tốt, nội tạng khỏe, không béo, không nguy cơ gì phải lưu ý. Và duy trì được cái thói quen vận động và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể là tốt nhất. Và cái sản phẩm mà Nga đang dùng đây, Collagen Elizabeth, thì dòng này là ngoài collagen ra nó còn chứa hỗn hợp các thành phần cao cấp có tác dụng ngăn ngừa lão hóa vượt trội như nhau thai cừu này, lecithin, nó nghĩa là nó từ cái axit này là cái từ nhung hưu á cả nhà. Vitamin E, chiết xuất lò hổi, vitamin C, coenzyme Q10, kẽm, vitamin BB, DHA, biotin. Đó, và nói chung là nó rất là nhiều cái thành phần tốt ở trong này. Và nó là một cái axit amin, cái lecithin nó là một cái axit amin tự nhiên được tinh chế từ cái nhung hưu, thì chứa peptide giúp làm giảm nếp nhăn này, hỗ trợ sản xuất collagen, làm da săn chắc và cân bằng cái độ ẩm và tăng cường cái khả năng giữ nước cho da, thì từ đó là giúp cho chúng ta chống được lão hóa và giúp cho chúng ta là cái làn da có được nó mịn phẳng căng và giảm đi cái nếp nhăn một cách hiệu quả. Và nhờ uống collagen này thì bạn không cần phải uống thêm cái viên cấp nước nào nữa, trong khi riêng cái viên cấp nước thì giá nó cũng đã tương đương với viên collagen này, mà một viên collagen này chỉ có 6.000 một viên uống, mà nó có thể giúp cho bạn trẻ hóa da thì có phải là còn rẻ hơn những cái liệu trình ở spa, những cái liệu trình thẩm mỹ viện, và rẻ hơn rất nhiều so nếu như chúng ta phải uống những cái loại thuốc để mà chữa bệnh không. Đó, và ngoài ra collagen Elizabeth này nó chứa hỗn hợp vitamin khoáng chất quan trọng nhất đối với da như vitamin C này, đó, kẽm này, biotin này, thì nó sẽ không những làm trắng da rõ rệt mà nó còn làm tóc và móng chắc khỏe hơn, bóng đẹp hơn, hỗ trợ hình thành collagen khỏe mạnh hơn, điều tiết được cái tuyến bã nhờn, tăng cường cái hàng rào bảo vệ da và tăng sức đề kháng để duy trì một cái làn da trẻ trung và rạng rỡ.